nghề tự do của mình là chụp mẫu ảnh thời trang. Một phần là vì mình rất là thích chụp ảnh, phần còn lại là mình cũng khá tự tin với ngoại hình của mình. Không lầm thì hồi đó chiều cao cân nặng của mình là cao 1m65 và nặng 48 cân, eo thon nên mặt gì cũng đẹp. Thật sự là trong mơ mình cũng không tưởng tượng ra có một ngày mình gặp vấn đề về cân nặng như thế này. Lý do mà mình có một cái thân hình mập ú như thế này là bắt nguồn từ việc mình lấy chồng. Từ ngày mình lấy chồng thì mình nấu ăn và ăn rất là nhiều. Và nhất là hồi mình biết mình bầu bé dưới thì mình ăn thật là nhiều thứ để tầm bổ cho con. Thế nên là cân nặng của mình nó tăng, mình không thể kiểm soát nổi. Đến gần ngày sinh thì cân nặng của mình lên đến con số ám ảnh nhất, đấy là 76 cân và mình không thể tin được là đùi này, bắp tay, eo của mình, nhất là đặc biệt là mặt thì rất là nhiều mỡ và mình rất là buồn, không dám soi gương mà không dám gặp ai. Đến khi sinh em bé thì cân nặng của mình cũng giảm không đáng kể, đúng 70 cân tròn trĩnh. Và lúc đấy thì mình biến thành một bà mẹ bỉm sữa, xấu xí, xồ xề và béo ú. Đối với mình, cân nặng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống. Đầu tiên thì phải kể đến là ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc và sức khỏe của mình. Ngày trước thì mình rất thích mặc những cái chiếc đầm body ôm sát, nhưng mà vì bây giờ thân hình béo quá, nhiều mỡ thừa quá nên là mình không thể diện được nữa. Điều này thực sự là rất là thiệt thòi đối với những cô gái thích mặc váy như mình. Cũng là vì béo quá nên là đời sống vợ chồng của mình ít nhiều bị ảnh hưởng, nên mình cảm thấy mọi thứ rất là tệ. Mọi ánh mắt, sự soi mói của mọi người xung quanh, đời sống vợ chồng, mọi thứ cứ như là một quả bom gợi vào tâm lý của mình vậy. Mình cảm thấy rất là buồn, như kiểu sắp bị trầm cảm đến nơi rồi. Nhiều lúc mà mình xem lại những cái tấm ảnh thứ con gái của mình ấy, thì mình thực sự rất là muốn lấy lại cái vóc dáng thời đó. Cộng với việc là chồng mình đi đâu ai cũng hỏi là tại sao chồng đẹp như thế này mà vợ lại béo như thế kia. Nhiều lúc rất là ấm ức, bởi vì là ngày trước mình đi đâu ai cũng khen là xinh đẹp trẻ trung. Có những ngày ấm ức đến nỗi mà mình bỏ cả ăn để vào phòng khóc một mình, bởi vì là sao cân mình mãi không giảm. Còn nghĩ là chồng có chán khi mình béo như này không. Thật sự là rất là mất tự tin và chỉ sợ chồng chán, chồng chê mình xấu. Thế là mình quyết tâm giảm cân. Sau khi sinh bé xong thì mình đưa bản thân vào chế độ tập luyện ăn uống, tìm rất là nhiều sản phẩm giảm cân an toàn vì mình đang trong thời kỳ chăm em bé. Mình đã thử trà tươi, trà gói, thử rất nhiều nhưng mà cân nặng của mình vẫn không giảm xuống. Nản lòng và suy nghĩ rất nhiều thì lúc này chồng lại là nguồn động lực lớn nhất đối với mình. Và một ngày đẹp trời thì chồng mình có đem về cho mình một cuốn ebook và sản phẩm Keto Slim do người bạn PT của chồng mình giới thiệu. Hai vợ chồng cố gắng tập luyện và ăn theo chế độ. Thật bất ngờ là sau 2 tháng cân nặng của mình giảm được 6 cân, da dẻ săn chắc và đặc biệt hơn là chồng mình thì giảm được 2 cân. Sức khỏe của mình cũng rất là ổn, dinh dưỡng đủ để chăm con, da dẻ không gặp vấn đề gì vì giảm cân cả. Với mình, ưu tiên hàng đầu để chọn một sản phẩm giảm cân là sự an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Keto Slim đã đáp ứng đủ yêu cầu của mình, từ thành phần từ 3 loại trà trắng, đen, xanh, nguồn gốc đến từ Nhật Bản và được Cục An toàn Thực phẩm Quốc gia chứng nhận. Cảm nhận của mình khi dùng sản phẩm Keto Slim, đấy là rất là dễ uống. Mình uống một ngụm là hết, uống trước khi ăn 45 phút. Cơ thể của mình sau khi sinh thì rất là nhạy cảm nên trong quá trình sử dụng sản phẩm thì mình thấy thực sự là rất là an toàn và lành tính. Mình nói không với những sản phẩm giảm cân không có nguồn gốc, không có sự tin cậy và mình không bao giờ tin vào những cái sản phẩm giảm cân quá nhanh trong một thời gian quá ngắn. Mình béo mình cần giảm cân nhưng mà mình cần có sự tỉnh táo khi lựa chọn những sản phẩm tốt nhất đưa trực tiếp vào cơ thể của mình. Sau bao nhiêu áp lực về cân nặng của mình thì mình nhận ra rằng việc giảm cân quan trọng nhất là sự kiên trì. Bản thân mình chắc chắn phải kiên trì và đặt mục tiêu giảm cân lên hàng đầu, không được dễ dãi với bản thân. Mình rất may mắn khi có một người chồng rất tâm lý, hiểu mình và thương mình và cũng sợ mình béo và xấu nên là đã mua Keto Slim cho mình dùng ngay. Và cảm ơn nhãn hàng, trong quá trình sử dụng thì đã tư vấn tận tình, một kèm một. Kết quả thật bất ngờ, sau 2 tháng thì mình đã giảm cân thành công. Mình đã giảm được 6kg mỡ trên khắp cơ thể, đặc biệt là vùng bắp tay, vùng mặt nhờ sản phẩm Keto Slim và cuốn ebook 7 ngày giảm cân. Mình vẫn đang tiếp tục sử dụng sản phẩm và áp dụng chế độ ăn uống để hy vọng lấy lại thân hình như thời con gái. Và bây giờ mình đã mặc được những chiếc váy yêu thích của mình mà cách đây 2 tháng mình không thể nào mặc được. Thế là Tết này mình đã tự tin mặc đồ đẹp. Mình sẽ giới thiệu sản phẩm hữu ích này cho tất cả các chị em bạn dì cùng mình giảm cân, cùng mình đẹp. Mình đã giảm cân thành công nhờ sản phẩm Keto Slim và mình tin rằng các chị em cũng sẽ làm được.